Ngay sau đây, bạn Minh Châu với bản Piano Roman của tác giả Vel Gomez. Đây là bản tình ca rất nổi tiếng đã chinh phục được cảm xúc của rất nhiều người nghe nhạc bởi giai điệu mượt mà, tình cảm và sâu lắng. Xin mời mọi người cùng thưởng thức.